Và thưa quý vị, cùng với những cái dòng chảy, sự sôi động thì ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Thế nhưng tất cả chúng ta khi mà đã hiện diện tại đây thì chúng ta đều tin rằng mình đang được đón nhận một thứ tình yêu vô hạn. Tình yêu của người đã hy sinh vì cái chết của mình để chuộc tội cho nhân loại, và trong đó có tất cả chúng ta. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm mang tựa đề Vì Chúa Yêu Con. Ước mong bao chân thành dâng cho tình yêu.
Thưa quý vị, sẽ như thế nào nếu như Quang sẽ tiết lộ với tất cả quý vị một điều, là người mà vừa thể hiện ca khúc Lặng, ca khúc Vì Chúa Yêu Con, lại không phải là một người Công giáo? Chào, cảm ơn bạn Hà Lam. Hà Lam dẫn chúng ta đến cái cốt lõi của mầu nhiệm Chúa chịu chết vì chúng ta. Chúa Giêsu yêu chúng ta đến nỗi hiến mình vì chúng ta. Bài hát đó cũng đưa chúng ta đến cuộc suy niệm lời Chúa mà ngay bây giờ. Có lẽ xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên một chút để chúng ta cùng đọc lời Chúa và chúng ta có thể thư giãn hơn một chút. Chúng ta lấy tin mừng của Thánh Matthew, chính là bài tin mừng ngày hôm nay được đọc trong thánh lễ, ở chương thứ 9 từ câu 14 đến câu 15. Tin mừng Thánh Matthew chương 9 câu 14 đến câu 15. Ai mà không quen thì chúng ta dở trang 94. Câu 14 bắt đầu ở cái chỗ tranh luận về việc ăn chay á. Chúng ta thấy chưa ạ? Trang 94. Chúng ta chỉ đọc hai câu thôi, câu 14 và câu 15. Nói đến chính cái điều mà chúng ta vừa lắng nghe bạn Hà Lam hát, bài Vì Chúa Yêu Con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay? Đó là lời Chúa. Chúng ta cùng ngồi. Chúng ta bước vào mùa chay. Bao giờ cũng nói đến việc ăn chay. Hôm ngày thứ tư lễ cho chúng ta vừa ăn chay xong. Thế nhưng mà bài tin mừng hôm nay lại nói đến việc là tại sao lại bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ. Có một cái chân lý được ghi nhận ở đây, đó là chàng rể và tiệc cưới. Ai là chàng rể và tiệc cưới mà ngài tổ chức là lúc nào, để rồi chúng ta không phải ăn chay khi chàng rể còn ở giữa chúng ta. Khi trong tiệc cưới nhất định không thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay. Chàng rể đây là đấng mà bài hát bạn Hà Lam vừa mới diễn tả, là Chúa Giêsu. Ngài là chàng rể. Khi nói đến chàng rể, thế thì chúng ta sẽ hỏi ngay: cô dâu ở đâu? Ai là cô dâu? Và tiệc cưới là tiệc nào? Chúa Giêsu là hôn phu của hội thánh. Hội thánh là hiền thê của Ngài. Hiền thê chính là nàng dâu. Thế thì ai là nàng dâu? Ai là hội thánh? Chúng ta đây, những người đang ngồi đây, đang ở trong hội thánh của Chúa, thì chúng ta là hiền thê của Chúa Kitô đó. Hy vọng là trong sau đêm hát thánh ca, uống cà phê và suy niệm tin mừng này, bạn Hà Lam sẽ được gọi là hiền thê của Chúa Kitô khi bạn lãnh nhận giao ước của bí tích rửa tội mà bài chia sẻ, bài suy niệm Cha Toàn vừa nói. Khi rửa tội là bạn trở thành hiền thê của Chúa Kitô. Thế rồi tiệc cưới mà Chúa Giêsu đang nói ở đây chính là tiệc cưới Ngài hiến mình vì nàng dâu là hội thánh. Tiệc cưới ấy
mà tất cả hội thánh chúng ta đang đi theo sát Ngài tới Golgotha. Khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá là lúc Ngài ký kết giao ước với hiền thê của Ngài là hội thánh. Thế cho nên thưa cộng đoàn, nhất định lúc này chúng ta không thể buồn sầu vì Chúa Giêsu là chàng rể đang ở giữa chúng ta. Hãy hân hoan đón nhận giao ước mà Ngài đã ký kết với chúng ta bằng chính máu của Ngài trên thập giá, khi Ngài hiến thân mình chịu chết vì chúng ta, vì yêu chúng ta. Cũng xin Ngài ban ân sủng để thánh hóa cuộc đời chúng ta, để như thế chúng ta biết mình thuộc về Ngài, thuộc về Chúa Kitô, và chúng ta sống cái mối hiệp thông thuộc về ấy, ba việc chúng ta đi cùng với Ngài, đi sát Ngài trên con đường khổ giá mà chúng ta cử hành trong suốt mùa chay này. Khi nào chàng rể bị đem đi, lúc bấy giờ thì các khách dự tiệc cưới mới ăn chay. Giờ đây hội thánh dạy chúng ta ăn chay bởi vì chàng rể Giêsu đã ra đi hiến thân chịu chết vì chúng ta rồi. Và nên bây giờ chúng ta bày tỏ lòng sám hối là chúng ta giữ chay tịnh để chúng ta đón chàng rể tới, là Chúa tới. Như trong lời cầu nguyện khai mạc tôi đã nói với cộng đoàn, chúng ta cứ nói là chúng ta phải trở về với Chúa, nhưng mà hôm nay, lúc này, bây giờ chúng ta xin Chúa về với ta để cái việc chúng ta biểu lộ lòng sám hối được Ngài nhận lời và Ngài tha thứ cho chúng ta vì những lỗi lầm mà chúng ta đã xúc phạm đến Ngài khi chúng ta chưa sống giao ước tình yêu mà Ngài đã ký kết với chúng ta. Khi chúng ta chưa yêu người, khi chúng ta chưa yêu Ngài là chúng ta đang chưa sống giao ước muôn đời mà Ngài đã hiến thân vì chúng ta. Vậy thì sám hối là ăn chay. Ăn chay là mời Chúa đến với chúng ta lúc này để Ngài thấy được chính chúng ta đã sống niềm vui ân sủng vì chúng ta được Chúa Giêsu là chàng rể cứu chuộc bằng máu của Ngài.